ស្ថាប័នអយ្យការនៃតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបញ្ជាឲ្យជនសង្ស័យដែលជាអ្នកបើកបរថយន្តចូលខ្លួនមកបំភ្លឺនៅក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលគ្រួសារជនរងគ្រោះអះអាងថារថយន្តបុកម៉ូតូបណ្ដាឲ្យអ្នកបើកបរម៉ូតូស្លាប់កាលពីសប្ដាហ៍មុនតុលាការបានឲ្យជនសង្ស័យឈ្មោះព្រំវិចិត្រសុសក្តាអាយុ21ឆ្នាំជាអ្នកបើកបរថយន្តជីបពណ៌ខ្មៅចូលខ្លួនបំភ្លឺឲ្យបានមុនថ្ងៃ9ខែមករាឆ្នា
bạn sẽ ao tổ là cá pin đặt sao chiếu nâng đặt sai ở bàn trầm trớ nâng mừng mắt tam phơi chụp bắp ni bà dùng tam lục chân mà lính ruột lệ ca thì cá nâng chi nẹt nom biết rồi xuống chụp tết thua lục chân mà lính bà bio ấy chi ạ so tam prap quan tôm nẹt tôm nong telegram thá bà ri anh nhé công phong thua cá pin đặt nâng sao chiếu cả lần này ní đầm bay xoay rót cá bớt nâng cá tụt khó trớ tam phơi chụp bắp ca có hai robot đầm nàng ai cả rồi tổ là cá ban tụt tụ robot cá robot caria lấy nó cô ba cho ra chó cho thằng ai thì đập làm bấy khai thân nú đại công trụ sa chân đồng cứu ban bắt đằng nẹt bạc bồ rụt dân mạng chip bọc máu đã chào thế ban bọc một tô mạng click bỏ xó lơ lơ bầm rồi học sập làm mũi cay bề rồi đập làm pí sân cạch bằng cọ pí khăn tụ có cà pí về liềm mọc đập nàng mập hay nẹt tì giúp cà pí thằng ai thì đập bốn khai thân nú cho nàng pí bó mập hay bầy bà tám biệt bệnh đằng nốt trong cơ sở chuẩn đoán của ban tiêm tia sầm non chụp ngừ chết một hai mươi đô la Amerik nâng sna ở đoàn tiệt tốt tam chế bạc lúc xong bà chị cá nhận non biệt non cà ri thanh niên nông bến bà bị ơi nơi thay ăn kia thá sau mà tất cả ban bên chun sầm non rừng ní tất cả sẽ là đồng bộ ri thanh niên nông bến rồi hỏi nhưng chân cái càng yên ní khi cầm lăng sầm mặt tất cả nâng thôi cả sẽ ra chiếu đồng bày sẽ bay đầu chặt quạt luôn chuẩn bằng co dọc màu anh vô tam rồi chế bạc hay chúng mua cái ca nghe để chỉ là tập hồi chẳng ná trong bà đang chìm điểm chun từ tam cầu tiết của ấy nông tận nạc cái này mà cái công phu thưa ca đầm bay phù chẳng ná nom luôn chun bằng có dọc bọc anh vợ cái này Facebook đại minh chung thẻ chụp pí nâng tra ban mình chạy đời cầm cua sát thẻ chia Facebook rồi bỏ phe rìa rồi bỏ chun đồng cua bạn bằng họ xa mui nâng tra ban lục chân mà lên nẹt nong bị cơ xuống chụp tịt thoa dọc một sập sạch bẩn to thá lục prom bị chết sụp phía lục chụp bón sập mười pound đô la hay lục xôm ở đọt bị bẩn đắng ban mình đó nâng khôi khát anh à cột tiếng song kháng lục chọn cùng riếm hay lục ban một bà phụ nhóm chỉ cầm cua sát sập ở cả chật tới lục prom bị chết sụp phía nhóm ở lục bạn nâng quấn lục prom ớt ba sân chia ruột sập chia rụt con lốt ta lụt mẹ à rộng bạp ná khi nhóm mình ở đây là ở bậc nhóm sắp tự bạp ni tế dù tự thoát ra tài miến xâm rập đời khi nhóm lục bông vị chất sụp hía đã chìm mê thị vị mình ép bạp BOA tam tù rực sắp nơi thay ăn kia ni thá con bỏ rộng bọn lốt mình bẹp bọn lối đại xa kì mình mang chì nẹ bạc bò rực dốn nơi bề nụ tế lục bình chạy thá miên tài con lan mình ép chì nẹ bạc bò rực dốn nông bê cửa thân hạ trả cho ta nôn ai kết đại chì nẹ bạc bò lại nơi bề nụ lục lục mình tham thá, côn rồi bỏ lốt mình bàn rụt kịch luôn lối, hơi còn mình bẹp bón cả rồi nấy nịt đài. Lục thà tăng bị cụ thân cho ra cho mốc nẹ bạc bò rụt dân chip mình đừng nớ thì nà lòi. Lục rộng vị chất sụp hía, bà đề xác thà lục mình bàn bạp cụm cụ xa chân đồng cụ, ở đọc bị bình đăng nụ tế, đòi còn tà lục tờ cho rộng bón sắp chân đồng cụ tam bộ bay nấy bình nọ. Lục ông xâm án đi dụ tự tụ bình tục kịch ca tụ tới nơi ông ca ca phía sạch mình nốt lý ca đố thay thà xâm nông rộp bà về ní ách bình chấp bà xanh bà chân đồng cửa cho bồm tự tụ giọt tới ta mà với đại bụng kê kịch thà xâm rung phần tại bình đăng ảnh nhá mình ai rộn lốt nụ tì chẳng bình đăng ảnh nhá mình mến chân đồng cửa bắt đỏ mình tỏ đi vì thật nó lứ rìa nhá chỉ nẹ đào bình đăng ảnh nhá nông ca quạt tới pháp của bình đăng ảnh nhá đấy cứ kê bà ca là tầm với đạo ដែលបានប្រតិបត្តិរបស់ទាំងដើម្បីរៀបចំឲ្យនឹងការប្រែអប់រំបើសិនជាគេរកទៅឃើញថាជននឹងបានប្រតិបត្តិរបស់មែនអានឹងតឡាការគេធ្វើការសំពិតទៅគូបញ្ជាក់ថាអ្នកបើកបរម៉ូតូដែលស្លាប់នោះមានឈ្មោះសៀងកំហុងដែលមានតួនាទីជាអនុប្រធានការិយាល័យត្រួតពិនិត្យនិងសាវនាកម្មកាស៊ីណូនៅនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងចំណូលនិងជាកីឡាករវិស័យម្នាក់នៅក្លឹបក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរីកាពីរីធានីភ